Thị trường tài chính quốc tế đang chứng kiến một bước tiến đáng chú ý khi Tòa án Liên minh châu Âu vừa ra phán quyết đưa hai tỷ phú ngân hàng Nga Vincent Erdmann và PAV ra khỏi danh sách trừng phạt của EU năm 2022. Quyết định này, mặc dù không hoàn toàn loại bỏ các hạn chế, nhưng đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với họ trong môi trường tài chính đầy biến động hiện nay. Phản ứng này được xem là một phản hồi từ EU trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine, khi mà các hành động của các tỷ phú này được cho là đã hỗ trợ làm suy yếu hoặc đe dọa chủ quyền của Ukraine. Tòa án cũng đã ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các nhà sáng lập của ngân hàng Alpha, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, mà EU cho rằng liên quan đến các tỷ phú này. Những nỗ lực của các tỷ phú trong việc chứng minh rằng các bằng chứng và đánh giá từ Hội đồng EU không đáng tin cậy và không chính xác đã được thừa nhận bởi tòa án, mở ra triển vọng lớn cho họ trong việc tái lập uy tín và vị thế trên thị trường tài chính quốc tế. Bước tiến này không chỉ tạo ra sự ổn định và tin cậy trong thị trường tài chính quốc tế mà còn đánh dấu sự thăng tiến của các tỷ phú Nga, khi họ trở lại với vai trò quan trọng trong môi trường tài chính quốc tế đầy thách thức và biến động. Điều này có thể tạo ra một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh tìm kiếm sự ổn định sau những biến động đáng kể gần đây. Trong ngành công nghiệp hàng không, thiếu kinh nghiệm trong việc thử nghiệm và lắp ráp đã cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Chủ tịch khoa kinh tế tại Đại học William ở Mỹ, Lian Zhang, cho biết Trung Quốc đang cảm thấy sự cấp bách trong việc phát triển động cơ máy bay của riêng mình, với chính sách công nghiệp mới và kế hoạch thúc đẩy lực lượng sản xuất mới. Ông Anis, Thủ tướng Úc, thông báo vào ngày 11 tháng 4 về kế hoạch giới thiệu đạo luật Made in Australia trong tương lai để hỗ trợ sản xuất trong nước và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Đạo luật này sẽ tập hợp các khoản trợ cấp và quỹ hiện có để hỗ trợ ngành công nghiệp. Các tập đoàn đa quốc gia hiện đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các công ty ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Singapore, để tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh. Mặc dù Singapore vẫn là trung tâm hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, nhưng các công ty đa quốc gia cũng đang chuyển trụ sở đến các quốc gia khác như Thái Lan và Malaysia. Thái Lan và Malaysia thu hút các công ty nước ngoài thông qua các ưu đãi về thuế và chính sách khuyến khích đầu tư. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo tăng trưởng vững vàng theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á. Những bước tiến này của Trung Quốc và Úc trong việc thúc đẩy sản xuất và đổi mới kinh tế có thể tạo ra những cơ hội mới cho các quốc gia trong khu vực, đồng thời cũng thách thức các quốc gia khác phải nhanh chóng đổi mới để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo dự báo, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2024 và 6,2% trong năm 2025. Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, nhận định rằng nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023. Tuy nhiên, việc chuyển hướng nhanh chóng sang chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư quy mô lớn là một trong những biện pháp then chốt được thực hiện để duy trì phục hồi tăng trưởng trong năm 2023. Sự phục hồi tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu, dịch vụ và hoạt động ổn định của ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của Việt Nam. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, FDI và kiều hối tích cực cùng với thặng dư thương mại đều đang được duy trì, tiêu dùng trong nước cũng đang phục hồi, kích thích tài khoá tiếp tục với chương trình đầu tư công đáng kể được coi là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất tờ trình cho Chính phủ về việc nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thủ tướng đã hoán đổi ngày làm việc bình thường, nghỉ ngày thứ hai ngày 29 tháng 4 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, và làm bù vào ngày khác đối với công chức và viên chức. Việc này không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ hài hòa và trọn vẹn. Đề xuất này cũng góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 như quy định, song phải đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động. Quy định và quản lý series tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được ban hành sẽ chính thức được thông qua. Cụ thể, đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố phát hành trước và sau năm 2003, mỗi tờ tiền có một series riêng và nguyên tắc quản lý series trong quá trình in tiền của cơ sở in đút tiền là thực hiện in series tờ tiền theo nguyên tắc nêu trên. Trong trường hợp tờ tiền in hỏng được phát hiện sau công đoạn in, cơ sở in đút tiền phải sử dụng tờ tiền có vân phụ thay thế. Ngoài ra, sẽ có quy định về quản lý sơ đồ tiền mới in trong quá trình giao nhận tiền. Tại hội nghị về công tác xúc tiến du lịch năm 2024 diễn ra vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thông báo kế hoạch kêu gọi các nhà làm phim, đặc biệt là các hãng phim lớn của Mỹ, tham gia sản xuất phim tại Việt Nam để quảng bá du lịch nước nhà. Sự kiện Việt Nam Expo in Hollywood sắp tới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và sự phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và China Production Hoa Kỳ, dự kiến sẽ mời gọi khoảng 200 nhà sản xuất phim, trong đó có các hãng lớn như Amazon, Netflix, Disney, đến sản xuất phim tại Việt Nam. Đồng thời, sự kiện này cũng có những chính sách hỗ trợ riêng cho họ.
với kinh phí tổ chức sự kiện dự kiến là 10 tỷ đồng với 100% vốn huy động từ đóng góp của doanh nghiệp. Nếu sự kiện thành công, sẽ thúc đẩy hoạt động làm phim tại Việt Nam và tạo điều kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Theo thông tin từ Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ phục hồi trong năm nay, nhưng chậm hơn dự kiến sau khi giảm lần thứ ba trong 30 năm vào năm 2023. Dự báo cho thấy thương mại hàng hóa sẽ tăng 2,6% vào năm 2024 và 3,3% vào năm 2025 sau khi giảm 1,2% vào năm 2023. Tuy nhiên, WTO cảnh báo về những rủi ro từ sự phân mảnh thương mại do căng thẳng địa chính trị gia tăng, cũng như cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng tồi tệ. Những rủi ro này cũng làm tăng thêm sự không chắc chắn trong tất cả các dự báo kinh tế và đặc biệt là các dự báo thương mại.